Chào bạn, là nhà tôi Đào Xuân Nhất đây. Ở video này tôi sẽ chia sẻ cho bạn, hướng dẫn bạn cái cách sao lưu dữ liệu, hay nói cách khác là backup dữ liệu website WordPress thủ công ở trên CPanel. Thì tại sao chúng ta cần phải sao lưu dữ liệu, backup dữ liệu? Bởi vì website là một trong những cái tài sản quý giá của chúng ta, nó giúp chúng ta bán hàng và kiếm được tiền. Chính vì vậy chúng ta phải bảo vệ cái tài sản này. Và khi chúng ta có dữ liệu ở trong tay rồi thì chúng ta sẽ dễ dàng khôi phục website của chúng ta một cách nhanh chóng khi mà bị hacker tấn công hay là website bị sập. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào cái nội dung chính của video ngày hôm nay. Thì để có thể sao lưu được website của chúng ta thì chúng ta sẽ làm theo 3 bước, đúng không ạ? Ok, tôi sẽ mở cái phòng to lên một chút. Bước đầu tiên thì chúng ta cần phải sao lưu mã nguồn WordPress, đúng không ạ? Bước thứ hai là chúng ta sẽ tiến hành sao lưu cơ sở dữ liệu. Bước thứ ba là chúng ta sẽ tiến hành lưu mã nguồn và cơ sở dữ liệu vào một nơi an toàn. Có thể là máy tính của chúng ta hoặc là một cái ổ cứng, đúng không ạ? Máy tính hoặc ổ cứng. Rồi, cái cách tiến hành sẽ như sau. Đầu tiên, bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản CPanel hosting mà bạn đang sử dụng. Ở đây thì tôi đã tiến hành đăng nhập rồi. Rồi, bạn kéo xuống phần File Manager. Các bạn mở cái file này lên. Chúng ta sẽ tiến hành sao lưu mã nguồn WordPress, đúng không ạ? Rồi, ở đây tôi sẽ chọn public HTML. Thì tôi có rất nhiều website đây và bây giờ tôi sẽ lựa chọn một cái website để tôi sao lưu. Rồi, tôi lựa chọn cái website này. Rồi, tiếp theo thì các bạn chọn select all, đúng không ạ? Select all. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ nén cái file này lại bằng cách click chuột phải và chọn compress. Rồi, chọn file zip archive, đúng không? Rồi đặt tên backup rồi tiến hành click vào compress file. Chúng ta sẽ chờ nó nén lại. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ tải cái file này về máy tính, đúng không ạ? Ok, chúng ta ấn close. Rồi bước tiếp theo chúng ta click chuột phải, đúng không? Chọn cái file này, đúng không ạ? Chọn cái file này, click chuột phải và ấn download. Ok, tiến hành download file này về. Bước tiếp theo, chúng ta sẽ tiến hành sao lưu cơ sở dữ liệu. Ok, bạn làm như sau. Quay trở lại trang CPanel, đúng không? Và các bạn kéo xuống phần Database Tool hoặc là Database. Các bạn lựa chọn phpMyAdmin. Rồi, chúng ta sẽ được điều hướng vào trang phpMyAdmin. Rồi, các bạn lựa chọn cái cơ sở dữ liệu website của các bạn muốn sao lưu. Rồi, tôi lựa chọn cái trang cái cơ sở dữ liệu này, đúng không ạ? Đây, lựa chọn đúng nhé. Rồi, với cái cơ sở dữ liệu này các bạn click vào export để xuất cái file này ra. Rồi, lựa chọn quick và cái định dạng là SQL và nhấn Go. Rồi, cái file này sẽ được tải về máy tính cho chúng ta. Ok. Đây, như vậy là hai cái file này đã được tải về máy tính của chúng ta. File đầu tiên là file nén của mã nguồn WordPress. File thứ hai là
file cơ sở dữ liệu dưới định dạng là SQL đúng không ạ? Rồi bây giờ công việc của bạn sẽ là lưu cái này vào cái file nào đó ở trong máy tính của bạn, hoặc là chép nó vào một cái ổ cứng để bảo vệ cho nó an toàn. Ok, như vậy là tôi đã chia sẻ cho bạn, hướng dẫn bạn cái cách sao lưu dữ liệu, hay nói cách khác là backup dữ liệu đối với website WordPress một cách thủ công ở trên CPanel. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những video sau. Chúc bạn thành công.